Xem tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, tháng 3 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho, giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác. Điều đó đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng mà dù cho có trải qua rất nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Ất Dậu vẫn luôn giàu lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Và cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ mọi người, cho nên mà tuổi này sẽ được ông trời ưu ái trong tháng 3 âm lịch này. Trong tháng 3 âm lịch này thì bản mệnh sẽ luôn được xuôi chèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, tiền đếm mỏi tay không hết. Vậy thì thưa quý vị, trong tháng 3 năm 2022, vận trình của những người tuổi Ất Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của chúng tôi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, mệnh thủy, tuyền trung thủy, có nghĩa là nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ và hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng, song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên, người này có tính tình thất thường, nhanh nóng cũng nhanh lạnh. Đây cũng chính là điểm yếu lấy đi rất nhiều cơ hội của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật rất tốt, nhưng họ thường đi phê phán đánh giá người khác, thẳng tính, nên hay làm mất lòng người khác, bị gièm pha, nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn tự mình tụt lại phía sau, vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc. Vì vậy, họ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Họ thích được khen ngợi người khác và cũng muốn được người khác khen ngợi. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, không chịu nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên cũng nhiều phen lận đận. Xem tử vi tháng này của gia chủ Ất Dậu, vận trình khá ổn, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì quá đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ất Dậu trong tháng này, nên chú ý nhiều đến những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm nay, các quý gia chủ Ất Dậu đã bước vào hàng thất thập, sự nghiệp cũng ổn định và với nhiều người đã không còn quan trọng. Nhưng do bản tính hay lo lắng nên dù không làm việc bên ngoài thì cũng nghĩ cho con cháu, vậy nên dù giàu hay nghèo cũng ít được thanh thản, an nhàn lúc về già. Tháng này quý gia chủ Ất Dậu nên cẩn thận thị phi tuổi già sức yếu, nên giao việc lại cho con cháu xử lý thì tốt hơn, ở nhà nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Với những ai vui thú điền viên, vừa tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai hơn và nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trên phương diện tài lộc của quý gia chủ tuổi Ất Dậu tháng này, tiền bạc đủ đầy, có của ăn của để. Hơn nữa số có thiên lộc nên tuổi già không lo về vật chất. Tuy nhiên, tiền tài chi nhiều, hao tốn vào sức khỏe tuổi già. Mặt khác, gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc trong nhà khi con cái đã trưởng thành và hoàn toàn có khả năng cáng đáng vấn đề này. Thậm chí các khoản tích góp từ trước của bạn cũng có thể giúp đỡ được trong gia đình trong những hoàn cảnh đặc biệt.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho thấy can chi yếu kém, sức khỏe gia chủ bất ổn nên chú ý trong ăn uống. Gia chủ cũng cần phải chú ý dễ nhiễm các chứng đau nhức gân, xương khớp, ung nhọt. Những người có tiền sử bệnh xương khớp không nên đi đến những môi trường ẩm ướt, mùa lạnh giá chú ý giữ ấm cơ thể để tránh khiến bệnh tình trở nặng. Thầy Gia Cát khuyên các quý gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945 nên để tâm tĩnh, thoải mái, không nên đặt nặng quá vấn đề tiền bạc hay con cái khi chúng đã trưởng thành. Nên thường xuyên đi chùa để tâm được tĩnh lặng, tập các bài tập phù hợp với độ tuổi, có chế độ ăn uống hợp lý và những gia chủ có bệnh nền cần phải thường xuyên thăm khám bác sĩ đúng hẹn. Các quý gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi tháng này, phương diện tình cảm có nhiều việc không như ý muốn, gia đạo có chuyện bất hòa, chia cắt, xích mích trong nhà, gia đình có người ốm đau bệnh tật làm bản mệnh phân tán tinh thần, gia đình có tin buồn chia xa hoặc ốm đau, quý gia chủ nên đề phòng bệnh nạn có thể đến bất ngờ. Khi quý mệnh chủ đã trong độ tuổi này cũng không nên tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già nên sinh buồn tuổi, cảm thấy không ai hiểu mình và rất cần có người bên cạnh để chia sẻ kịp thời. Nhất là với người đã không còn người bạn đời, con cháu cần phải thường xuyên quan tâm hỏi han, có thể khuyến khích các bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè đồng niên để có người bầu bạn, chia sẻ, tinh thần phấn chấn hơn. Ngoài ra độ tuổi này mệnh chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái lúc này đã lớn nên giao quyền quyết định cho con, tránh can thiệp và quản lý quá chặt chẽ sẽ gây nên khúc mắc giữa cả hai. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuổi Tuất. Đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người sinh năm 1945 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.